Em xin chào tất cả cô chú anh chị em các bạn với kênh Cúc Huyện Bắc Hà nhé. Mọi người hôm nay em hơi lạc đề một tí về cái phiên về dòng chó nhé. Hôm nay em quay trực tiếp về cái giá mận ở tại chợ Bắc Hà đây. Đấy, rất là nhiều luôn đây mọi người, đấy, rất là nhiều luôn. Nhiều vô kể luôn. To nhất ở chợ Bắc Hà đây rồi đấy. Đây, nhìn ngon chưa mọi người, nhìn ngon chưa, quả ngon chưa này. Đây này, từ giói giói vừa mang ra luôn đấy, đấy quả mận này. Đây, to đúng bằng cái đít chén luôn. Đây, xếp vào chỗ này nhìn này. Đấy, nhìn mọi người nhìn đấy. Ngon chưa chưa? Anh ơi, như là cái mận này là bao tiền một cân đây anh? Cái này bao tiền một cân đây, như mận này? 70.000. Đây à, tất cả chỗ này nè. Thế còn giá thấp nữa thì là nó vào 50, 40, 30. Cứ dao động từ 2, 30 đến 7, 80.000 à. Còn to nhất là 70.000, 80.000 đấy. Đây là như cái dòng này là 7, 80.000 đây đúng không? Đúng rồi, cái dòng to nhất đấy em. Còn như này là khoảng bao nhiêu tiền? 30.000. 30.000 à. Thế vội. Đây. Cái đấy là 30, 40, 40, đây. 50. Đây 50 đây à? 50 nó cũng bé hơn kia tí thôi nhỉ. Đấy, ngon rồi chị nhỉ. Quá ngon luôn. Đại ngố. Đại ngố. Đây là cái muối súp để chấm đấy luôn đúng không chị? Ủa cái này mà chấm thì ngon tuyệt vời luôn. Nhìn đã thấy ứa nước miếng rồi. Rất nhiều rất nhiều mận luôn mọi người, quá nhiều luôn, bạt ngàn mận. Đây là mận Bắc Hà nha mọi người nhé. Mận bên em thì lúc nào cũng đắt hơn bên mận bên Sơn La, Mộc Châu, Sơn La, Lai Châu. Nên em ra hơi muộn lên những cái xe người ta đóng buôn ấy thì là người ta đã mua đủ để di chuyển về hết rồi. Buổi sớm nó mới tấp nập này, đã đóng gói và chuẩn bị vận chuyển về xuôi. Đấy. Đấy. Đấy, chuẩn bị. Cái này chuyển đi đâu ấy, cô? Yên Bái à? Nhiều nhờ? Quá nhiều luôn. Ngon luôn. Đập đập. Dọc từ cái chỗ này lên. Mận này mận đồi này. Đây, những quả mận này nó là bạc. Vâng.
cái quả mận xô ăn ở chợ đội, mọi người chọn những quả mận vườn ấy nó sẽ không bị đắng. Mận này gì đây, mận gì đấy bà? Tả Văn đã có rồi à? Dạ vâng. Bà bán được nhiều không bà? Rất nhiều khách đi, khách du lịch hôm nay ngày mai thì nó có bác mận này khuôn nhanh lắm. Rất là tấp lập. Cô chú anh chị nào ăn mà có nhu cầu ăn mận thì ơi em qua số điện thoại 0777 516 333 nhé. Em mua hộ mọi người luôn. Ở chợ này không mua hộ chó mà mua hộ cả mận luôn mọi người, yên tâm. Đây là mọi người cứ thoải mái mà ăn đi, ăn bao nhiêu ăn. Đấy 5 7 cân, 10 cân, 20 cân, vài chục cân. Ok nha mọi người nhé. Đây nhìn kìa.